xin mời quý vị. Hai em đứng lên đây một hồi mình chụp hình. Yeah. Và xin mời cặp thứ hai, Cecilia Lê and Tiffany Trần, xin một tràng pháo tay thật lớn quý vị cho cặp thứ hai. Cặp flower girl thứ hai thật xinh đẹp trong những tà áo trắng rất là đẹp tối hôm nay. Now we would like to welcome our groomsmen and bridesmaids. Một tràng pháo tay cho cặp dâu phụ và giải phụ đầu tiên, Clinton Hoàng and Phương Vân. I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you.